Vâng, xin chào tất cả anh chị. Hôm nay đây em sẽ quay trở lại với cái vườn hồ điệp để chuẩn bị cho cái Tết năm 2020, Tết âm lịch sắp tới. Thì đây là những cái cây hồ điệp ở trong vườn. Vườn hồ điệp thì của nhà em thì cái cây nó cũng rất là lớn rồi. Đây nó rất là nhiều, rất là nhiều và rộng nên là rất là khó để quay hết. Nhưng em sẽ quay chi tiết từng cây và một số màu sắc mà có thể là đang ở vườn đây, và để anh chị có thể năm nay có thể sưu tầm những cái cây hồ điệp là tương đối chất lượng, hồ điệp Việt Nam. Thì cái cây nuôi trồng thì đây anh chị có thể thấy với những cái cây đang nụ như thế này. Đây em sẽ giới thiệu, ví dụ như đây là cái cây đỏ ớt chẳng hạn, đây nó sẽ ra khoảng tầm mười mấy bông chẳng hạn, nó khoảng tầm độ hơn 10 bông. Tuy nhiên là có một số cây là nó chưa ra hết, hoặc có những cây ra rồi, ví dụ như cây này là cây vàng này. Đây như cái này 2, 4, 6, 8, 9, khoảng 9 nụ là đã xuất hiện, khoảng 90 nụ và cây vẫn còn dài nữa. Và những cái nụ như cái này thì đến Tết rất là hợp lý. Thì những cái cây mà nụ như này thì tầm này thì nó là những cái cây mà để cho dành hoa Tết. Đây vẫn đang được chăm sóc trong mô hình nhà kính, đây rất là nhiều nên là nhìn nó rất là khó. Nên là em cứ quay chi tiết từng một vài mẫu thôi để chúng ta cùng nhìn thôi. Đấy, thì những cái cây em sẽ nhấc một cái cây tím ra thì chúng ta cùng xem. Năm nay những cái cây rất chất lượng. Đây, ví dụ như cây này rất là to, nó cây rất là khỏe nên là hoa nó sẽ rất là đạt. Như cây này thì cái lá nó khoảng tầm 6 lá, 6-7 lá, thì có cây sẽ là 10 lá, nhưng có cây sẽ chỉ 5-6 lá thôi. Với những cây hồ điệp như thế này thì Tết thì anh chị chơi có thể là sẽ rất là hoa, rất là đẹp. Bởi vì cây nó khỏe, cây to và lá nó dài khoảng 30 cm. Như cây tím này, cây tím ớt này dài khoảng 30 cm, lá nó có thể 30 hoặc hơn 30 ấy. Đấy, nhưng mà lá rất to, cây khỏe. Thì không chỉ tím mà những cái cây khác thì bọn em cũng chăm sóc nó cũng rất là tốt. Không phải là những cây đặt ở đây, ví dụ như cây này hơi bị vỡ lá tí bởi vì do là ảnh hưởng chạm. Còn những cây vàng trong này thì lá nó còn rất là đẹp, không ảnh hưởng gì cả. Thì cái việc giữ lá này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái phần lên chậu. Thì anh chị lên những cái chậu khoảng vài chục cây hay hàng trăm cây thì nó cũng rất là quan trọng, lá sẽ phải giữ được thì cây nó mới đẹp. Đây là những cây hồ điệp rất là to, cái này nó cũng là cây vàng này. À, cái này là cây chớp, cái này là cây chớp Pháp. Đấy. Đây thì em sẽ đi, đây có một bông nở bói đây. Đấy. Thì đây là những cái cây hồ điệp rất là khỏe. Em chọn những cái cây rất là khỏe để chúng ta có thể là sử dụng trồng vào chậu, những cái chậu khoảng tầm vài chục cây hoặc vài trăm cây. Có những cái chậu em cắm là hàng trăm cây nhưng mà nó to như này thôi. Cây nó cũng chỉ là dạng cây này. Nhưng khi mà những cái cây này thì cái việc những cái cây này thì khi mà nó khỏe như này, nó ra hoa rất là tốt. Anh chị để ý nhẹ nhàng một chút thì cũng có thể thấy lá em hay xếp nó san nhau, xen nhau. Nó cũng như cách mình treo phong lan vậy, xếp thẳng hàng, lá xếp thẳng nhau như này, nó không bị lộn xộn. Đây ví dụ như cây này, nó cứ thẳng ngang này thì thẳng ngang. Đấy, chứ không thể là đang thẳng ngang mà xếp chéo vào này thì sẽ hỏng, đúng không ạ? Và một số những cái cây rất là to và khỏe sẽ sử dụng vào Tết năm nay. Có thể một số những cây sẽ được mang ra trước vào những cái dịp tháng đầu tháng 12. Còn những cái cây mà về sau thì sẽ là những cái cây nở sau. Còn những cây nở trước sẽ là mang ra trước. Đây cũng là một cái cây vàng rất là khỏe, hai cần hoa rất là to. Hiện giờ thì giá cây thì vẫn chưa có, nhưng mà sẽ có sớm nhất có thể. Nhưng mà so với những mọi năm thì năm nay giá cây có thể là nó sẽ vẫn giữ mức như vậy, chứ nó không có gì sự thay đổi quá nhiều. Mọi cây là nó đều vẫn rất là khỏe, rất là đẹp, chuẩn bị cho một vụ 2020 rất là chu đáo đầy đủ. Với những cây hồ điệp này thì nhiều em phải tưới từng cây một, tưới từng cây chứ không phải tưới cả được, phải tưới từng cây, tưới vào chậu, tưới từng cây một thì nó mới đảm bảo được cái hoa của nó là không bị ảnh hưởng bởi nước. Bởi nếu như mà nước thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Đây như một cây tuy nở sớm nhưng mà mọi người có thể thấy là cái hoa rất là dài. Đây khoảng được tầm 12 bông. Với những cây như 12 bông như này thì cây bản thân cây của nó cũng phải là cây rất khỏe thì nó mới có thể giữ được cái độ bông nhiều như vậy và
đẹp như vậy. Thay vào đó thì những cái cây mà dành cho Tết thì bây giờ nó chưa thể lớn hết được. Chưa thể lớn hết được. Đây như cái này nó mới được tầm khoảng 8 bông. 8 bông. Có những cây 2 cần thì bọn em vẫn tính giá trị nó như một cây. Nhưng mà cái tỷ lệ 2 cần thì nó sẽ ít. Bởi vì tỷ lệ 2 cần thì thứ nhất là cây hoa là ngắn. Thứ hai là có thể là sẽ có bông nở trước, bông nở sau. Đây là vườn hồ điệp rất là rộng. Không nhìn được cái vấn đề nào chính xác cả. Nhưng với những cái cây bọn em chuẩn bị thì năm nay thì chắc chắn là sẽ là những cây rất là đẹp. Đây cũng có một bông đang nở trước đây. Thì mọi người có thể thấy là cái cần hoa của nó cũng đạt trên khoảng 12 bông. Cả nụ của nó lên trên đỉnh này được khoảng 12, 11. Nhưng mà chờ tầm này thì em nghĩ là sẽ nở tầm 10 bông. 10 bông trên một cần như này thì nó đã rất là dài rồi. Cần hoa năm nay thì nó so với mọi năm thì nó cũng là rất là cao. Như cây này thì nó cao khoảng xem nào. 2, 4, 7, 80 phân, 7, 80 cm. Cây nó rất là to, lực, khỏe. Thì như những cái cây này hay là những cái nụ này là bọn em phải uốn từ bây giờ này. Để cho nó giữ, không có thì nó sẽ bị giữ, không nó sẽ bị gãy hoặc là bị xiên vẹo, nó sẽ không thẳng hàng. Còn khi mà đây anh chị thấy lá là xếp chiều ngang này. Lá xếp ngang, hoa xếp thẳng đứng. Đấy, hoa xếp chỉ một chiều thôi. Thì khi cái việc ra hoa, xếp hoa không, nó cũng là cả nghệ thuật. Chứ nó không đơn giản như là mình xếp cây. Xếp cây thì nếu khi không có hoa ấy, thì mình xếp ngang ngang này, xếp đều thì nó sẽ không bị chạm lá, thì lá sẽ đỡ bị hỏng. Khi có hoa thì uốn cần hoa để cho nó thẳng này. Thì đây là vừa cách vừa xếp hoa vừa uốn cần hoa đây, anh chị thấy không? Nó rất là thẳng hàng, tương đối thẳng hàng. Đấy, tương đối thẳng để cho những cái cây nó không bị chạm, mà nó không bị quá là chạm nhau thì nó nở thì nó sẽ khó và rất dễ bị thui. Đấy là với những cây hồ điệp to. Còn đây sang những cái dòng hồ điệp nhỏ hơn. Hồ điệp nhỏ hơn đây. Đấy, những cây nhỏ thì những cái nhỏ này là những cây vàng này. Những cây vàng chanh. Những cây vàng chanh thì luôn luôn là cây nó sẽ bé. Cần hoa ngắn chứ không phải cây bé. Cây rất to nhưng cần hoa ngắn. Cây vẫn to như nhau nhưng cần hoa là ngắn hơn. Cần hoa là những cây vàng thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 5 đến 70 cm là cùng thôi. Đấy, những cây vàng chanh. Nhưng cây cũng rất là khỏe. Cây rất khỏe. Nó có cái nọ cái kia. Nhưng mà với cái dòng vàng này thì nhìn cái lá thì nó có bản chất riêng của nó. Thì lúc nào mà nó có hoa hoặc ấy thì em sẽ nói về cái vấn đề lá sau. Nó không như lan rừng nên là nói nó rất khó, khó khó hơn. Hoa đấy anh chị thấy không ạ? Đấy, đa phần là cũng cần hoa sẽ đi hướng về kia, còn lá đi ngang. Đấy, khi bọn em lên chậu thì vài chục cây, vài trăm cây thì nó cũng rất là dễ đâu. Đây là những cái cây lan mà đang nở. Thì đây là những cái cây hồng như thế này thì bọn em vẫn bán ở cửa hàng. Với những cái cây hồng này thì cũng nó rất là đẹp. Giá thành của nó thì nó cũng đơn giản thôi. Nên chủ yếu là em bán Hà Nội là chủ yếu. Đây là những cái cây một vườn lan hồ điệp, chuyên chăm sóc hồ điệp để cho chuẩn bị cho cái vụ năm nay. Đều là trong nhà kính. Nhưng mà với những cái cây này thì em nghĩ là cái tỷ lệ nở Tết thì nó sẽ rất là lớn. Và tỷ lệ có hoa thì sẽ rất là đẹp. Anh chị có thể tham khảo thêm trên website Thiên Đường Ngàn Hoa, hoặc là tham khảo nhiều bài viết hoặc những cái phân tích về giống lan khác trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em. Còn đây là những cái cây lan hồ điệp đó, em chuẩn bị cho Tết năm nay thì mong rằng sẽ được nhiều anh chị ủng hộ tại Hà Nội. Thì bọn em thì có cung cấp hoa sẽ là đặt hàng như trước, và có thể là sẽ là đặt những chậu cắm, ví dụ như cắm khoảng 30, 50, 40, bao nhiêu cây thì tính tiền bấy nhiêu, cứ nhân lên thôi. Như là em bán phi điệp theo tính cm vậy, mọi thứ là như nhau. Và hệ thống này thì cây cối thì rất là tuyệt vời rồi. Thì mong là cái Tết năm nay sẽ là một cái Tết hồ điệp không bị mất mùa và khan hiếm như mọi năm. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video và những cây hoa lan lần sau. Xin cảm ơn tất cả anh chị. Xin chào tất cả mọi người. Đây ví dụ như cây này em xin phép nói nốt này. Có cây thì nó phân nhánh cây không. Đấy, đây. Có bông phân nhánh, có bông không phân nhánh. Đấy. Đấy. Nó cũng là một cái rất hay. Cái vào đó thì đây. Bên này thì cái dòng vàng nó lại không phân nhánh mấy. Đa phần là không phân nhánh. Dòng xanh phân nhánh nhiều hơn. Gọi tím hồng đây thì nó không phân nhánh mấy. Đấy. Cái miếng vàng vàng kia là cái miếng để dùng để dính những con côn trùng.
thì chỉ dành cho nhà kính là chủ yếu thôi, chứ còn những cái nhà mà vườn thoáng, vườn lan thoáng thì không nên sử dụng, bởi vì nó sẽ gây chú ý để cho ruồi muỗi bay vào rất là nhiều. Nên anh chị không cần để những cái miếng vàng đấy làm gì cả. Cảm ơn tất cả anh chị. Xin chào tất cả mọi người.